câu lạc bộ Lân Sư Gòng. Cuối cùng là xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các em thiếu nhi chúng ta lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thị Hải Châu. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, trân trọng kính mời đại diện 6 khu phố lên nhận quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo hoạt động hè. Trân trọng kính mời các đồng chí.